Kính chào quý vị, chào mừng quý vị đến với chương trình Hành Trình Sức Khỏe và tôi là bác sĩ Tuấn. Trong chủ đề kỳ trước thì tôi đã chia sẻ về đột quỵ, các dấu hiệu để chúng ta nhận biết, này, nguyên nhân cũng như là cách phòng ngừa. Thì trong kỳ này chúng ta sẽ đi sâu hơn về cách để làm sao biết một người họ đang bị đột quỵ. Và nếu chúng ta biết rồi thì chúng ta cần làm gì tiếp theo. Chúng ta nói một chút về đột quỵ ha. Thì bệnh đột quỵ xảy ra khi mà nguồn cung cấp máu cho một phần của não bị gián đoạn đột ngột, khiến cho các tế bào não chết vì chúng dựa vào máu để có thể nhận oxy và chất dinh dưỡng để duy trì sự sống. Và tình trạng đột quỵ hiện nay xảy ra ngày càng nhiều và ngày càng có xu hướng trẻ hóa. Đột quỵ xảy ra rất là nhanh và đột ngột, vì thế người ta mới gọi là đột quỵ. Đột quỵ là nguyên nhân tử vong đứng thứ hai trên thế giới, nhưng lại đứng đầu về tỷ lệ tàn tật. Và đối với những người bị đột quỵ thì thời gian chính là vàng. Thời gian nó sẽ quyết định sự sống cũng như là khả năng phục hồi của bệnh nhân. Vì vậy thì người nhà của bệnh nhân cần phải nắm rõ dấu hiệu để có thể nhận biết được đột quỵ. Thì trong chủ đề kỳ này thì tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị để chúng ta cùng tìm hiểu cách chúng ta nhận biết người có dấu hiệu bị đột quỵ và chúng ta cần phải làm gì khi thấy người bị đột quỵ. Và quý vị lưu ý cho video này chỉ nhằm mục đích là cung cấp thông tin, nó không cấu thành, không thay thế hoặc là cũng không đủ tiêu chuẩn thay thế được đào tạo sơ cứu. Đầu tiên thì chúng ta cùng tìm hiểu đột quỵ ha, thì nó sẽ có 3 dạng chính và mỗi dạng của nó thì đều có một cái nguyên nhân riêng. Thứ nhất là đột quỵ xuất huyết não. Đây là cái tình trạng xảy ra khi mà mạch máu bị vỡ và bị rò rỉ máu vào bên trong hoặc là ở xung quanh não của chúng ta và nó gây chèn ép vào nhu mô não. Dạng số 2 đó là đột quỵ do thiếu máu não cục bộ. Thì đây là cái tình trạng xảy ra khi mà động mạch cung cấp máu cho một phần của não nó bị tắc nghẽn do nó bị tắc mạch này hoặc là bị xơ vữa động mạch. Và nó có thể dẫn đến đó là tổn thương vĩnh viễn ở trên não và gây suy giảm chức năng. Và dạng số 3 đó là các dạng cơn thiếu máu cục bộ thoáng qua. Thì đây xảy ra khi mà động mạch cung cấp máu trong một phần của não nó bị tắc nghẽn. Mặc dù đây chỉ là một tình trạng tạm thời thôi, kéo dài trong vài phút và thường sẽ không gây tổn thương não lâu dài. Cơn thiếu máu cục bộ thoáng qua cần phải được điều trị y tế kịp thời vì chúng cho thấy là nạn nhân có thể bị đột quỵ hoàn toàn trong vài ngày hoặc là vài tuần tới mà chúng ta không thể nào biết được. Và vô chủ đề chính ngày hôm nay thì làm thế nào để chúng ta có thể biết được người đó đang bị đột quỵ. Thì trong video kỳ trước thì tôi đã chia sẻ cho quý vị là chúng ta sẽ dựa vào FAST để chúng ta nhận biết đột quỵ. Thì trong video kỳ này thì chúng ta sẽ tìm hiểu nó cụ thể hơn một chút là BFAST à quý vị. Thì BFAST đó là quy tắc nhận biết sớm đột quỵ. BFAST thì nó cũng là tiền thân xuất phát từ FAST thôi quý vị. Và nó cũng là cụm từ viết tắt được hội tim mạch ở bên Mỹ cũng như là rất là nhiều tổ chức khác họ sử dụng để nhận biết sớm đột quỵ. Qua đó sẽ giúp được bệnh nhân này và giúp được người thân của bệnh nhân họ dễ dàng họ ghi nhớ được những triệu chứng của đột quỵ. Qua đó sẽ nhận biết sớm cũng như là cấp cứu kịp thời bệnh nhân bị đột quỵ. BFAST đó chính là cụm từ bao gồm 6 chữ cái. Thì mỗi chữ cái sẽ mô tả một dấu hiệu nhận biết sớm bệnh đột quỵ. Đầu tiên là chữ B. Thì P có nghĩa là Plancy. Thì đây diễn tả là cái triệu chứng khi mà bệnh nhân họ đột ngột, họ mất thăng bằng này, họ chóng mặt và họ đau đầu dữ dội và họ mất khả năng phối hợp vận động. Chữ cái số 2 của chúng ta là chữ cái Y. Thì nó thể hiện việc bệnh nhân bị mờ mắt này, tức là bị giảm thị lực đó quý vị, hoặc là mất hoàn toàn thị lực luôn của một hoặc là cả hai bên mắt. Về chữ cái tiếp theo là chữ cái F. Thì đây là Face. Nó sẽ miêu tả sự thay đổi của khuôn mặt của chúng ta này. Bệnh nhân có thể bị liệt này, bị méo miệng này, hoặc là bị lệch nhân trung sang một bên. Nhân trung tức là cái đoạn nối giữa, cái đoạn giữa điểm nối mũi đến môi trên ha. Và nó thể hiện rõ nhất khi mà bệnh nhân cười hoặc là bệnh nhân mở miệng. Chúng ta đến với chữ cái tiếp theo là A. A này là O ha. Thì là bệnh nhân cử động rất là khó này. Họ có thể khó cử động một bên tay chân và họ bị tê liệt một bên của cơ thể. Và cách mà quý vị có thể xác định nhanh nhất là quý vị có thể yêu cầu bệnh nhân là giơ cùng lúc hai tay lên và giữ lại cùng một lúc. Chữ cái tiếp theo nữa là S. Thì đây là speech, tức là bệnh nhân họ sẽ rất khó nói, họ phát âm không rõ,
họ cái cách họ nói ra là bị dính chữ này, họ nói ngọng rất là khác so với bình thường, thì bạn có thể kiểm tra nhanh bằng cách là yêu cầu người mà quý vị đang nghi ngờ bị đột quỵ là có thể lặp lại một câu đơn giản, ví dụ như họ, tên của họ, hoặc là một vài câu ngắn gọn mà quý vị có thể yêu cầu họ lặp lại theo quý vị. Và chữ cái cuối cùng trong BPAP đó là T, tức là Time. Thì khi xuất hiện đột ngột các triệu chứng trên thì quý vị hãy nhanh chóng gọi cho 115. Khi mà quý vị nhận biết được những dấu hiệu bệnh nhân bị đột quỵ như tôi vừa chia sẻ đó, thì thời gian là vô cùng quan trọng và thời gian là vàng. Thì bạn nên gọi ngay cấp cứu 115. Chúng ta vừa tìm hiểu các cách để chúng ta nhận biết được cái người bị đột quỵ, và chúng ta nhận biết đột quỵ rồi, chúng ta cũng đã gọi cho y tế rồi, thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta tiếp tục chúng ta phải làm gì nếu mà chúng ta thấy cái trường hợp đột quỵ trước mắt đó? Và nếu một người họ dù chỉ có một trong những các dấu hiệu trong bài kiểm tra FAST hoặc là BPAP mà tôi vừa chia sẻ, hoặc là quý vị thấy được cái triệu chứng quý vị nghi ngờ đột quỵ, thì một lần nữa tôi xin nhắc lại quý vị là hãy gọi lập tức cho cấp cứu 115. Và trong khi chờ xe cấp cứu thì quý vị hãy tham khảo hướng dẫn cách sơ cứu dưới đây. Đầu tiên là quý vị hãy giúp cho nạn nhân họ có tư thế thoải mái, đồng thời là đảm bảo rằng đường thở của họ không bị tắc nghẽn, cũng như là nhiệt độ cơ thể của họ vẫn ở mức bình thường. Quý vị có thể là nói chuyện với nạn nhân một cách là trấn an. Quý vị ngay cả khi họ bất tỉnh thì quý vị cũng hãy cứ nói chuyện một cách trấn an họ ha. Và quý vị lưu ý cho tôi nè, đó là nếu mà nạn nhân họ bất tỉnh rồi á, nhưng họ vẫn thở bình thường ha, thì quý vị hãy chuyển sang tư thế hồi phục. Trong tiếng Anh nó còn gọi là recovery position. Và một chút nữa thì tôi sẽ chia sẻ cho mọi người về cái hình ảnh về tư thế hồi phục. Và ra thì quý vị hãy thường xuyên chúng ta quan sát các dấu hiệu trên bệnh nhân, dấu hiệu xấu đi thì quý vị hãy thực hiện các bước đó là DASAPCD, và quý vị hãy chuẩn bị thực hiện hô hấp nhân tạo. Đầu tiên thì nói một chút về cái tư thế hồi phục ha, recovery position. Tôi mời quý vị xem cái hình ảnh mà tôi để trên màn hình để chúng ta nắm được về tư thế hồi phục. Và nếu một người họ bất tỉnh rồi nhưng họ vẫn còn thở, quý vị lưu ý ha, bất tỉnh nhưng vẫn thở, và họ không có cái tình trạng nguy hiểm nào đến tính mạng cả, thì quý vị hãy đặt họ ở tư thế hồi phục. Và điều này sẽ giúp cho đường thở của họ được thông thoáng này, và đảm bảo rằng bất kỳ chất nôn hoặc là chất lỏng nào khác sẽ không khiến cho họ bị sặc. Đó chính là cái tư thế hồi phục, thì nó sẽ có tác dụng như là vậy. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nói về một cái hàng chữ nó rất là quan trọng thưa quý vị, đó là DRSABCD. Thì nó có ý nghĩa là gì? Thì chữ cái đầu tiên quý vị, đó là chữ D, thì có nghĩa là danger. Đây là cái mối nguy hiểm quý vị, thì chúng ta cần phải loại trừ và chúng ta cần phải tránh xa các mối nguy hiểm để mục đích là đảm bảo cho chính bạn này và cũng như là nạn nhân được an toàn. Đó là chữ cái đầu tiên ha. Chữ cái số 2 là O, có nghĩa là response, và có nghĩa là đáp ứng. Thì quý vị hãy kiểm tra xem nạn nhân họ còn tỉnh táo hay không bằng cách là quý vị hãy hỏi nhanh một số câu hỏi, ví dụ như là bạn có thể trả lời tốt hay không, bạn hãy mở mắt ra, hay là tên bạn là gì. Và quý vị có thể yêu cầu bệnh nhân là hãy nắm tay hoặc là siết chặt tay của mình đó. Chữ cái tiếp theo là chữ cái S, thì có nghĩa là send for help. Đây có nghĩa là quý vị hãy gửi yêu cầu giúp đỡ. Quý vị hãy kêu những người ở xung quanh, ở gần đó, để những người đó hỗ trợ cho chúng ta và gọi xe cứu thương. Chữ cái tiếp theo đó là A, thì A đây có nghĩa là away. Away tức là đường thở đó quý vị. Thì hãy kiểm tra đường thở của bệnh nhân xem có tắc nghẽn do các nguyên nhân nào hay không. Quý vị có thể để đeo găng tay và quý vị hãy moi sạch mọi thứ gây cản trở đường thở của bệnh nhân. Chữ cái tiếp theo là P, có nghĩa là breathing, có nghĩa là hơi thở đó. Và quý vị hãy kiểm tra xem nạn nhân có còn thở hay không. Và quý vị không được dùng quá 10 giây để đánh giá ha. Thì cái cách để chúng ta có thể đánh giá đó là quý vị đơn giản, quý vị hãy nhìn xem cái lồng ngực của bệnh nhân nó có lên xuống bình thường hay không. Và cách nữa là quý vị hãy lắng nghe cái âm thanh của hơi thở bình thường ở miệng của bệnh nhân, là bằng cách là quý vị hãy cảm nhận không khí, quý vị áp vào má của bệnh nhân ha, áp sát vào để cảm nhận. Và trong vài phút đầu tiên sau khi ngưng tim, nạn nhân có thể là thở hổn hển này, rên rỉ hoặc là thở dài không thường xuyên, chậm cũng như là thở một cách rất là ồn ào.
Và kiểu thở này thì chúng ta xem là không thở nha quý vị. Quý vị lưu ý cho tôi, những cái kiểu thở mà tôi bị liệt kê chúng ta xem là không thở. Chữ cái tiếp theo là C, có nghĩa là CPR ha. Chúng ta còn gọi ở trong thuật ngữ y khoa tức là hồi sức tim phổi. Thì đây cần được thực hiện ngay khi mà quý vị thấy một người bất tỉnh và không thở. Quý vị lưu ý cho tôi ha, bất tỉnh và không thở. Quý vị hãy đặt nạn nhân nằm ngửa này. Quý vị hãy đặt gót bàn tay của bạn lên giữa ngực của họ và đặt tay kia lên trên. Hãy ấn mạnh xuống khoảng 1/3 độ sâu của ngực. Ở đây tức là khoảng là 5-4 cm. Đó. Còn đối với trẻ nhỏ thì từ 3-4 cm để tránh gây tổn thương lồng ngực ở trẻ nhỏ. Và sau khoảng 30 lần nhấn như vậy thì quý vị hãy thổi ngạt 2 lần. Và để thực hiện thì quý vị hãy nghiêng đầu người đó ra sau này. Sau đó quý vị hãy nâng cầm họ lên, véo mũi họ lại và đặt miệng của bạn lên miệng của họ. Tỷ lệ nhấn hiện tại quý vị, tức là quý vị nhấn 30 lần là quý vị thổi ngạt 2 lần. Đó, tức là khoảng 100-120 lần nhấn mỗi phút. Và thổi ngạt là một sự lựa chọn ha, tùy chọn. Và nếu bạn không thoải mái với việc ngậm miệng này thì quý vị hãy áp dụng phương pháp ép tim mà tôi vừa chia sẻ thôi. Và quý vị hãy tiếp tục thực hiện CPR, tức là hồi sức tim phổi đó, cho đến khi nạn nhân có phản ứng hoặc là cho đến khi nhân viên y tế đến họ tiếp tục. Chữ cái cuối cùng của chúng ta là D, có nghĩa là defibrillation, còn có hiểu là máy khử rung tim ha. Thì ở Việt Nam của chúng ta thì máy khử rung tim cái loại mà tự động cầm tay đó quý vị thì nó không có phổ biến. Do đó thường thì sẽ được xử trí sau khi mà nhân viên y tế họ đến và họ sẽ mang theo máy đó. Và do đó thì tôi sẽ không đề cập cụ thể ở đây. Và những việc quý vị không nên làm ha, thì quý vị không nên là tụ tập quá đông người xung quanh bệnh nhân. Quý vị không tự ý là xoa dầu gió này, hay chúng ta là dùng kim đâm ở cái đầu ngón tay ha. Chúng ta không nên tự ý làm như vậy. Và ngoài ra thì quý vị cũng không nên cho bệnh nhân uống bất kỳ loại thuốc nào, hay là cho ăn, cho uống gì cả nha quý vị. Về phần điều trị á, thì sẽ tùy vào mỗi cá thể của bệnh nhân. Và điều trị đột quỵ khá là phức tạp và nó phụ thuộc rất là nhiều vào khoảng thời gian mà quý vị đưa bệnh nhân vào viện. Nó có nằm trong thời gian vàng hay không. Và ngoài ra thì đây là lần thứ mấy mà bệnh nhân bị đột quỵ. Và ngoài ra sẽ còn rất là nhiều cái yếu tố khác nó kết hợp để có thể quyết định việc điều trị cho bệnh nhân. Cho nên là trong video này tôi sẽ không đề cập chi tiết quá sâu vào phần điều trị đột quỵ, mà quý vị hãy phòng ngừa đột quỵ ha. Không ai biết được một ngày nào đó chính chúng ta hay là người thân trong gia đình sẽ bị đột quỵ, bởi vì đột quỵ nó không báo trước và đột quỵ nó cũng không chừa một ai. Vậy nên việc chúng ta trang bị kiến thức này, chúng ta trang bị kiến thức về sơ cấp cứu đột quỵ cũng như là về phòng ngừa đột quỵ thì nó là việc vô cùng quan trọng và cần thiết. Và quý vị lưu ý một lần nữa là những thông tin tôi chia sẻ trong video này chỉ mang tính chất là tham khảo và gợi ý. Quý vị hãy tham khảo và hỏi trực tiếp ý kiến của bác sĩ để qua đó chúng ta tìm được phương pháp điều trị tốt nhất cho chính quý vị. Và cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình Hành Trình Sức Khỏe cùng bác sĩ Tuấn.